lại e f nè, e f đây, qua b kẻ một cái đường thẳng song song với e f đây, song song đó, cắt ac tại tại m, ký hiệu song song vào, được chưa? Gọi y là trung điểm của bm, y là trung điểm của bm, đo đàng hoàng nha mọi người. Đây, 6 phớt 2, 6 phớt 2 là 3 phớt 1, 3 phớt 1 đây, m là trung điểm, xin lỗi y nha mọi người, y là trung điểm nè, trung điểm bằng bằng. Rồi tiếp tục của bm, d là giao điểm của ei với lại bc đây, giao điểm của ei với bc d, chứng minh h a h d, các bạn vẽ không cảm nha, nó bị lệch hơi chút xíu nha mọi người, chứng minh ba cái điểm này thẳng thẳng hàng đó, chứng minh ba cái điểm này thẳng hàng đó, chứng minh giúp lợi ba cái điểm này thẳng hàng, ok chưa, ok chưa, chứng minh giúp lợi ba cái điểm này thẳng hàng đi mọi người, chứng minh giúp lợi ba cái điểm này thẳng hàng, bạn nào có cách chứng minh không ạ? Chứng minh là ghi là cái đề nha, để cho các bạn gợi ý nha, a h d thẳng thẳng hàng. Rồi, bạn nào biết chứng minh, comment giúp lại đi ạ. Các bạn phải cố gắng suy nghĩ khoảng tầm vài ba phút nha. Toàn tập câu C, em không biết chứng minh đồng dạng, tỉnh mình không có